Dạ. Quý vị ủng hộ cho tụi em phóng xanh nha. Đó là tụi em sẽ không có sắc xanh nữa mà chuyển sang phóng xanh. Tại cá đây cũng bán ra chợ cho người ta ăn thịt, mà giờ mình bán cho những cái người muốn phóng xanh để tăng thêm phước báo thì cũng rất là tốt, đúng không? Mà mình tránh được tạo nghiệp. Đây là cá trong thiên nhiên chứ không phải là cá nuôi ở trong hồ này kia, nên mình giải cứu nó là phước đức vô cùng lớn. Còn những con nuôi là cái số nó nuôi lớn là phải bị đem ra chợ bán ăn thịt rồi. Thả ra tự nhiên nó cũng không có kỹ năng sống. Dạ. Và tạo cái cơ hội để người ta đánh bắt lại nó. Còn những cái con cá này đây, nó đang giữ vai trò quan trọng trong rừng ngập mặn. Nó là thức ăn của những loài cá khác quan trọng hơn nữa. Mình cứu được nó thì mình cứu được hệ sinh thái nơi đây. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Hẹn mọi người những video clip phóng xanh của Tiêu Ân tiếp theo nha. Cảm ơn gia đình bà Lê Thị Kiệp và cô Ngô Thị Hợp đã ủng hộ chương trình giải cứu cá bảy ngao hôm nay. Chào tạm biệt.